Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với chủ đề là liệu pháp glucocorticoid trong quản lý bệnh viêm hốt dạng thấp. Xin mời bác sĩ chuyên khoa Phạm Văn Tú ạ. Vâng. Xin cảm ơn Phó sư Trần Ngọc Ánh, chủ tọa chương trình Telehealth phát sóng trực tiếp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thưa bạn đồng nghiệp ở các đầu cầu, hôm nay cho phép tôi được xin trình bày một liệu pháp glucocorticoid trong quản lý viêm họng thấp. Đây là một loại thuốc thì không mới nhưng chưa bao giờ cũ. Vì trong thực hành lâm sàng chúng ta với các bác sĩ ngoài chuyên khoa khớp, cơ xương khớp còn các bác sĩ các chuyên khoa khác thì cũng đều hàng ngày đều gặp những bệnh nhân đến chúng ta đang sử dụng glucocorticoid với cả tác dụng chính và cũng như tác dụng phụ của nó. Bài này chúng tôi có bốn nội dung gồm 4 phần. Tuy nhiên trong thời hạn lượng có thời hạn ngắn của thời gian của chương trình Telehealth hôm nay thì xin phép được đi lướt qua hai phần, phần thứ nhất và phần thứ hai, tập trung vào phần thứ ba và phần thứ tư. Như mọi người đã biết, viêm khớp dạng thấp là bệnh tự miễn và là một bệnh viêm khớp mãn tính kết hợp tổn thương ở khớp và có biểu hiện toàn thân. Tại khớp thì chúng ta biết nó có biểu hiện của viêm sưng nóng đỏ đau có tính chất đối xứng, toàn thân thì có mệt mỏi, thiếu máu, rồi có bệnh tổn thương bệnh tim mạch làm tăng nguy cơ tim mạch đến 4 lần với các tổn thương chủ yếu là nhồi máu cơ tim và đột quỵ cũng như là gây các bệnh ác tính, đặc biệt là bệnh lymphoma nguy cơ gấp 2 lần so với nhóm các bệnh khác và còn gây ra bệnh loãng xương. Triệu chứng lâm sàng viêm họng thấp như tôi vừa trình bày trên thì cũng hai vị trí đó là tại khớp và ngoài khớp. Trên đây là những cái hình ảnh của các biến dạng khớp ở trong bệnh viêm khớp dạng thấp mà chúng ta rất là quen thuộc trên lâm sàng. Còn đây là hình ảnh X-quang với hình ảnh bào mòn xương và các vị trí tổn thương ở tại màng ngoài dịch của khớp. Phát hiện tổn thương sớm ở trên mình hiện nay chúng ta có các phương tiện là siêu âm và cộng hưởng từ để phát hiện các tổn thương sớm. Đây là hình ảnh cộng hưởng từ trong viêm khớp dạng thấp mà chúng ta có được áp dụng gần đây để tổn thương chuẩn đoán cái sớm của viêm khớp dạng thấp. Về chuẩn đoán và điều trị viêm viêm khớp dạng thấp thì chúng ta biết rằng đây là một cái sơ đồ rất là quen thuộc đối với các bác sĩ cơ xương khớp. Chúng ta biết rằng cách tiếp cận chuẩn đoán viêm khớp dạng thấp thì đi theo hai con đường. Con đường đầu tiên là con đường thường quy mà chúng ta rất hay gặp. Đây ở nước ngoài chúng ta thấy là bệnh nhân thường đi gặp một bác sĩ nội chung, xong đó thì đi qua một đến hai bác sĩ rồi mới cuối cùng đến gặp một bác sĩ cơ xương khớp, và như vậy thì cái thời gian được chuẩn đoán và điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp là thường rất muộn, nó kéo dài từ hàng tuần cho hàng tháng. Ở Việt Nam chúng ta có một đặc điểm khác lạ nữa hơn, đó là bệnh nhân chưa đến gặp bác sĩ nhưng thường đến các hiệu thuốc và người ta thường được các nhân viên bán thuốc chưa chắc đã là dược sĩ tư vấn cho việc điều trị các thuốc giảm đau trước, mà trong đó thì chúng ta hay gặp các thuốc chống giảm viêm giảm đau là thuộc nhóm corticoid như là các chế phẩm như Meron, Prednisone, Dexamethasone hoặc là các một dùng số lại tin tưởng dùng thuốc nam của nguồn gốc không rõ ràng mà các loại thuốc nam này thì thường được trộn các loại thuốc có chứa glucocorticoid. Một cái con đường thứ hai là con đường là có thể đến gặp thẳng bác sĩ cơ xương khớp thì thời gian chuẩn đoán và điều trị là rất ngắn đi rất nhiều, chỉ có tính hàng đến hàng ngày và hàng tuần. Cái việc chuẩn đoán sớm của bệnh viêm khớp thấp sẽ là tạo ra một cái giai đoạn cửa sổ rất quan trọng để điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp và làm rút ngắn được những cái biến chứng không mong muốn của bệnh. Chúng ta đều biết rằng tiêu chuẩn chuẩn đoán viêm khớp thấp thì có hai tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn ACR-A 1987 là một tiêu chuẩn gồm có 7 triệu chứng, mà khi có 4 đến 7 tiêu chuẩn thì chúng ta chuẩn đoán là viêm khớp thấp. Đây là tiêu chuẩn rất quen thuộc với tất cả các bác sĩ nội khoa, đặc biệt các bác sĩ chuyên ngành cơ xương khớp từ trước đến nay. Tuy nhiên có một cái điểm không thuận lợi của cái tiêu chuẩn chuẩn đoán này là nó phải phát hiện bệnh thì thường rất là muộn, cho nên khi là rất khó để điều trị sớm của bệnh viêm khớp dạng thấp. Để mà khắc phục cái nhược điểm này thì tổ chức Hội Thuốc Khoa Học của Hoa Kỳ và Hội Thuốc Khoa Học Châu đã đưa ra tiêu chuẩn chuẩn đoán viêm khớp dạng thấp vào 2010 với các tiêu chuẩn các nhóm tổn thương ở khớp, tổn thương miễn dịch và các tổn thương ở viêm cũng như là thời gian có triệu chứng. Khi mà được chuẩn đoán viêm khớp dạng thấp khi có 6 điểm trở lên thì người ta chuẩn đoán viêm khớp thấp. Cái tiêu chuẩn chuẩn đoán của ACR và ELA năm 2010 thì nó làm cho có một cái thuận lợi là tạo điều kiện cho bác sĩ chuẩn đoán sớm được bệnh viêm khớp dạng thấp và bắt tay điều trị sớm để hạn chế các biến chứng của quá trình chuẩn đoán muộn.
các yếu tố tiên lượng xấu trong viêm khớp dạng thấp thì chúng ta có một là cái số lượng khớp đau và khớp sưng càng nhiều thì tiên lượng càng xấu, thời gian hoạt động của bệnh kéo dài trên một năm được coi là yếu tố, hình ảnh bào mòn trên X quang xuất hiện sớm, các yếu tố về miễn dịch như RF hoặc anti-CP cao, khi thế nào được gọi là cao, là cao khi là nó vượt quá 3 lần so với lại cái tiêu chuẩn thường quy, tốc độ lo lắng cao hoặc là CRP cao, bệnh thì khởi phát sớm trước 30 tuổi hoặc muộn sau 65, bệnh hay gặp ở nữ và có một cái yếu tố HLA-DR4 dương tính và bệnh nhân hút thuốc cũng được coi là một yếu tố tiên lượng xấu trong viêm khớp dạng thấp. Thì đánh giá mức độ hoạt động của bệnh thì các bác sĩ cơ xương khớp thường dùng cái chỉ số gọi là DAS-28. Đây là một cái chỉ số để đánh giá mức độ hoạt động của bệnh. Và các bạn biết rằng sau này trong những slide sau thì chúng ta thường dựa vào đây để chúng ta đánh giá xem mức độ hoạt tính của bệnh là cao, hoạt tính bệnh thấp hay là đạt lưu bệnh. Và dựa vào đó thì chúng ta đặt ra cái mục tiêu để điều trị. Cái này thì các bạn tuy cái phần mềm khi tính toán rất dài nhưng trên mạng thì nó cũng có một cái app, nó có cái tính toán cái chỉ số DAS-28 là rất thuận tiện. Các bạn chỉ cần cài đặt vào máy điện thoại di động của mình rồi đánh cái chỉ số vào và tự động cái máy nó sẽ tính toán ra cái chỉ số DAS-28 và chúng ta biết được cái mức độ hoạt động của bệnh viêm khớp dạng thấp. Mục tiêu điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp thì chúng ta biết rằng mục tiêu thứ nhất là về lâm sàng thì mục tiêu của điều trị viêm thấp là chúng ta đạt được hai cái, một là tối ưu là đạt được sự lui bệnh, tuy nhiên thì cái mục tiêu khiêm tốn hơn là chúng ta đạt được sự kế hoạch mức độ hoạt động bệnh thấp với chỉ số DAS là dưới 2,6. Thì về kết quả lâm sàng chúng ta làm sao một là giảm hoặc ngăn được viêm, đặc biệt là giảm đau, kết quả X quang là ngăn sự phá hủy của khớp, về chức năng thì duy trì chức năng, khả năng làm việc và ngăn sự tàn phế của bệnh nhân, như vậy là tối ưu hóa chất lượng cuộc sống. Các thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp thì chúng ta đều biết có hai nhóm, một là nhóm thuốc điều trị triệu chứng là gồm các thuốc giảm đau, chống viêm không steroid hoặc là nhóm corticosteroid và nhóm giảm đau thông thường như là paracetamol và tramadol. Ngoài ra còn có một nhóm thuốc điều trị cơ bản, điều trị nền, mục đích là làm trọng tổn thương khớp và giảm các triệu chứng của bệnh. Chúng ta có hai nhóm, một là nhóm thuốc điều trị cơ bản gọi là nhóm cổ điển, gọi DMARD cổ điển, hay là nhóm thuốc điều trị sinh học. Hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta cũng gần như đầy đủ tất cả các loại thuốc này. Tôi mới đưa ra đây một cái khuyến cáo của ELA năm 2019 về quản lý điều trị viêm khớp chia làm 3 giai đoạn. Và mục tiêu của tất cả các giai đoạn đều là đạt được sự lui bệnh bền vững hoặc đạt được bệnh hoạt động nhẹ. Chúng ta biết rằng trong giai đoạn 1 chúng ta bắt đầu với các thuốc điều trị DMARD kinh điển. Và trong đây có một vai trò của sự kết hợp với glucocorticoid ngắn hạn, mục đích để làm sao chúng ta gọi là cái điều phương pháp điều trị bắc cầu để đợi cái tác dụng của cái DMARD phát huy tác dụng. Ở Việt Nam thì trong thực hành lâm sàng chúng tôi đều nhận thấy rằng bệnh nhân ở Việt Nam thì thường chỉ được tiếp cận được với phương pháp điều trị đến giai đoạn 1, còn bắt đầu từ giai đoạn 2 là khi mà điều trị giai đoạn 1 không đạt được sự lui bệnh thì chúng ta chuyển giai đoạn 2 là chúng ta sử dụng thuốc sinh học. Thì ở Việt Nam thì vấn đề trở nên rất khó khăn, liên quan đến vấn đề đầu tiên là vấn đề kinh tế. Dù hiện nay bảo hiểm y tế đã thanh toán cho được 50% cái số tiền mà chi trả cho điều trị thuốc sinh học, tuy nhiên dùng thuốc sinh học vẫn là một vấn đề đắt đỏ đối với lại thu nhập chung của phần đông của bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Tóm tắt lịch sử của thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp thì chúng ta thấy trên con đường đi của điều trị viêm khớp dạng thấp, chúng ta thấy rằng có những nhiều thuốc xuất hiện mới cũng như là lại biến mất của các thuốc cũ. Tuy nhiên chúng ta thấy có glucocorticoid thì trên 70 năm nay vẫn hiện diện song hành cùng các thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp, từ thuốc điều trị DMARD kinh điển cũng như thuốc sinh học mới hiện nay. Câu hỏi đặt ra tại sao glucocorticoid lại có đời sống bền bỉ như vậy? Thì hôm nay trong bài trình bày tôi cũng xin gửi đến các bạn một số thông tin để chúng ta có sự lựa chọn cũng như điều trị được thuốc glucocorticoid trong điều trị viêm khớp dạng thấp, để một là đem lại cái hiệu quả điều trị cũng như là giảm được cái tác dụng phụ của bệnh. Glucocorticoid được sử dụng cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp lần đầu tiên vào năm 1948, và nhờ có glucocorticoid trong điều trị viêm khớp dạng thấp mà ba nhà khoa học
đã giành được giải Nobel vào năm 1950 với việc sử dụng colocrit trong điều trị viêm họng thấp. Lúc đầu thì nó được coi như là thần dược ấy, mà người ta thấy rằng vì hiệu quả rất cao của nó. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng về sau này thì càng sử dụng thì thấy rằng tác dụng phụ của nó lại thì càng ngày lại càng xuất hiện nhiều. Hiện nay vẫn còn rất nhiều tranh luận cho việc sử dụng glucocorticoid để cân bằng được lợi ích và an toàn của glucocorticoid trong điều trị. Về cơ chế hoạt động của glucocorticoid thì qua tác dụng qua hai con đường. Một là qua con đường qua gen, nó tác dụng thông qua các thụ thể nằm trong tế bào chất, rồi tác động vào trong nhân qua giải mã gen đích và tạo protein đích. Tuy nhiên tác dụng qua gen này thì thường là khởi phát tác dụng chậm, thường sau vài giờ đến vài ngày. Cái cơ chế thứ hai là qua con đường thông qua không qua gen, là nó chỉ xảy ra với glucocorticoid liều cao, tác dụng thông qua thụ thể màng tế bào đích và khởi phát tác dụng nhanh sau vài giây đến vài phút. Ở đây tôi xin đề cập đến một số cái nghiên cứu về đánh giá của tác dụng của glucocorticoid đối với ngoài tác dụng là giảm đau chống viêm, thì liệu glucocorticoid có làm thay đổi được tiến triển của bệnh viêm khớp dạng thấp không? Trong một nghiên cứu RCT và tiến hành vào năm 2005 trên 192 bệnh nhân được chuẩn đoán là viêm khớp dạng thấp sớm, được phát hiện trong vòng 2 năm, đã sử dụng prednisone liều thấp 5 mg kết hợp kết hợp với lại DMARD. Một nhóm thì lại chỉ có DMARD kết hợp placebo, thì kết luận rằng sự kết hợp giữa DMARD kinh điển cùng với prednisone 5 mg là liều thấp đấy, trong vòng 2 năm thì đã cơ bản đã làm giảm đáng kể sự tiến triển tổn thương X quang trong bệnh viêm khớp dạng thấp được chuẩn đoán sớm với nguy cơ thấp. Trong một nghiên cứu được tiến hành vào năm 2012 tại 7 bệnh viện ở Hà Lan, người ta đã tiến hành sử dụng cái methotrexat kết hợp với lại 10 mg prednisone hàng ngày, và một nhóm là sử dụng methotrexat mà kết hợp với placebo, được tiến hành ở trên 236 bệnh nhân được chuẩn đoán là viêm khớp dạng thấp sớm, tức là được phát hiện trong vòng 1 năm. Thì thấy rằng cái nhóm methotrexat kết hợp với prednisone 10 mg một ngày thì nó làm thay đổi tốt hơn rất nhiều so với nhóm methotrexat kết hợp với placebo trong cả các tiêu chí như là chỉ số hoạt động bệnh DAS28, rồi cái chỉ số VAS đau, chỉ số về cái mức độ máu lắng cũng như là cái chất lượng cuộc sống. Một điều quan trọng hơn nữa là gì? Là cũng trong nghiên cứu này người ta thấy rằng tổn thương ăn mòn khớp ở trên X quang cũng đã được hạn chế và ít hơn đáng kể so với nhóm không sử dụng prednisone. Trong một nghiên cứu vào năm 2005, nghiên cứu ở trên 508 bệnh nhân mà được chuẩn đoán là viêm khớp dạng thấp sớm dưới 2 năm được chia làm 4 nhóm. Nhóm đầu là chúng ta sử dụng cái DMARD kinh điển đơn độc. Nhóm thứ hai là sử dụng DMARD kinh điển kết hợp. Nhóm thứ ba là nhóm kết hợp giữa DMARD kinh điển với lại prednisone. Và nhóm tư là nhóm kết hợp DMARD kinh điển lại với lại infliximab, một loại thuốc sinh học. Thì nhận thấy rằng trong năm đầu tiên theo dõi những bệnh nhân chuẩn đoán viêm khớp dạng thấp mới thì phối hợp ban đầu với prednisone nhóm 3 hoặc là infliximab nhóm 4 thì cải thiện sớm được chức năng hơn, ít tổn thương khớp chụp X quang hơn và ít tác dụng phụ hơn so với những bệnh nhân được điều trị đơn trị liệu tuần tự nhóm 1 hoặc trị liệu kết hợp nâng cao ở nhóm 2. Đấy là với lại các bệnh nhân sử dụng corticoid liều thấp. Với liều cao thì sao? Trong các nghiên cứu người ta thấy rằng người ta rất lo lắng vấn đề là việc sử dụng cái corticoid liều cao thì có ảnh hưởng gì đến có rất là nhiều tác dụng phụ hay không, và đặc biệt là có ảnh hưởng đến khối xương của bệnh nhân không. Thì trong một nghiên cứu được tiến hành vào năm 2004 thì người ta thấy rằng nghiên cứu so sánh giữa hai nhóm, một nhóm là dùng cái methylprednisone liều băng, tức là liều cao 1.000 mg 3 lần một ngày với khoảng thời gian trung bình 7-6 ngày trong vòng 1 năm, và nó dùng cái methylprednisone liều đường uống, thì thấy rằng giá trị chỉ số khối xương trung bình của toàn cơ thể thì lại giảm đáng kể sau 12 tháng ở nhóm đường uống so với lại nhóm đường tĩnh mạch liều cao.
và thấy rằng ở nhóm cái dùng liều cao methylprednisolone thì không có sự giảm đáng kể khối lượng xương ở bất cứ vị trí nào so với mức giảm đáng kể của khối lượng xương ở thắt lưng lúc 6 và 12 tháng và ở cổ xương đùi lúc 12 tháng ở nhóm dùng methylprednisolone bằng đường uống. Cũng trong một nghiên cứu vào năm 2020 đăng trên tạp chí Lancet, nghe thấy rằng khi tình trạng bệnh viêm khớp thấp ở mức độ hoạt động thấp, chúng ta tiếp tục điều trị glucocorticoid với liều chỉ 50 mg một ngày trong vòng 24 tuần thì khả năng kiểm soát bệnh an toàn và tốt hơn so với việc giảm liều glucocorticoid. Ở đây tôi muốn trao đổi các bạn về các liều điều trị trong viêm khớp thấp. Thì đợt có liều thứ nhất là trong đợt tiến triển nặng, ví dụ bệnh viêm khớp thấp là có tổn thương nội tạng và viêm nhiều khớp thì chúng ta thường sử dụng một liều gọi là millibolus, thường truyền tĩnh mạch 80-120 methylprednisolone pha trong 250 ml dung dịch, truyền trong 3 năm ngày. Trong đó chúng ta sẽ giảm liều xuống đường uống. Còn nếu đợt tiến triển trung bình thì chúng ta có thể giảm liều là từ 1,1 đến 1,5 mg trên gram trên ngày và giảm dần 10% liều đang dùng mỗi tuần tùy theo triệu chứng lâm sàng xét nghiệm. Và trường hợp phụ thuộc corticoid thì chúng ta duy trì liều là 5 cho 7,5 mg trong vòng 24 giờ, uống một lần duy nhất vào lúc 8 giờ sau ăn. Câu hỏi đặt ra là tất cả các loại glucocorticoid có tác dụng tương tự như nhau hay không? Thì chúng ta phải căn cứ vào dự động học của các loại glucocorticoid để trả lời câu hỏi này. Và chúng ta sẽ tìm ra loại glucocorticoid thích hợp nhất. Chúng ta biết là có các loại glucocorticoid chính thường dùng trên lâm sàng, chia làm 3 nhóm. Nhóm nhất là nhóm thời gian tác dụng ngắn từ 8-12 giờ. Nhóm thứ hai thời gian tác dụng trung bình từ 12 đến 36 giờ. Và nhóm thời gian tác dụng kéo dài là bằng 36 đến 72 giờ với lại các chế phẩm khác nhau. Về dược độc học thì người ta thấy rằng methylprednisolone và dexamethasone có hoạt tính kháng viêm mạnh. Trong đó thì methylprednisolone và dexamethasone thì ít hay không có hoạt tính về tác dụng làm ảnh hưởng đến chuyển hóa khoáng chất. Do đó ít gây phù khi sử dụng dài ngày. Và có một cái quan trọng nữa là cái dược động học tuyến tính là khi tăng liều thuốc có làm tăng tương ứng nồng độ thuốc trong huyết tương hay không. Thì trong nghiên cứu người ta thấy rằng methylprednisolone và dexamethasone thì có tác dụng dược động học tuyến tính. Còn prednisolone và thì lại không có tác dụng này. Như vậy là khi tăng liều methylprednisolone thì nồng độ thuốc trong máu sẽ tăng lên trong trường hợp cần tăng liều để đạt được hiệu quả điều trị. Chúng ta cũng người ta cũng nghiên cứu cái tác dụng thông qua gen và các tác dụng không thông qua gen của glucocorticoid và ta phân loại và các liều của glucocorticoid trên lâm sàng. Liều thấp là dưới 7,5 mg một ngày, liều trung bình là từ 7,5 xuống dưới 30 mg. Liều cao là trên 30 mg và dưới 100 mg hàng ngày, liều rất cao là trên 100 mg. Còn liều làn sóng đấy, tức là liều pan therapy đấy thì là trên 250 mg một ngày. Đấy là liều của prednisolone và chúng ta sẽ phải tương đương chúng ta sẽ chuyển đổi ra các loại glucocorticoid khác. Cái liều việc phân loại dựa vào độ bão hòa của thủ thể glucocorticoid sau khi uống 8 giờ. Và cái này thì nếu mà chúng ta sử dụng tác dụng liều thông qua cái cơ chế gen, chúng ta dùng liều glucocorticoid liều thấp thì tác dụng thường đến chậm, thường sau vài giờ đến vài ngày. Và thường được để áp dụng trong điều trị kéo dài bệnh như là viêm khớp dạng thấp ổn định. Còn cái liều mà còn cái tác dụng thông qua gen và chúng ta dùng liều cao thì thường tác dụng đến nhanh trong cái trường hợp mà những cái tình trạng viêm rầm rộ cần phải dập tắt viêm nhanh đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân như trong cái đợt cấp của viêm khớp thấp cũng như là lúc ban đỏ. Ngoài ra còn một số bệnh khác như là hen phế quản, sốc phản vệ chúng ta cũng dùng cái liều glucocorticoid liều cao. Sự khác biệt của các glucocorticoid trong tác dụng về gen và không gen thì chúng ta thấy rằng dexamethasone và betamethasone khi dùng liều cao thì có tác dụng nhanh theo cơ chế không gen thì hiệu quả lực kháng viêm giảm so với cơ chế gen, đặc biệt là betamethasone thì giảm mạnh gấp 10 lần. Các bạn nhìn vào sơ đồ bên cạnh thì cái đường cái cột cuối cùng ấy là cột của betamethasone thì sau cái thì nếu hiệu quả thông qua gen so với hiệu quả thông qua không qua gen thì hiệu quả không qua gen thì nó giảm đi đến 10 lần gần 10 lần. Trong đó methylprednisolone thì khi dùng liều cao thì hiệu lực kháng viêm của thuốc theo cơ chế không qua gen, tức là cơ chế tác dụng nhanh,
thì tăng gấp 27,7 lần so với hiệu quả thông qua gen. Trong đó prednisone thì không có sự khác biệt nào. Như vậy thì chúng ta sẽ ứng dụng lựa chọn glucocorticoid trên lâm sàng. Với glucocorticoid liều cao, chúng ta thì cái methylprednisolone sẽ được ưu tiên lựa chọn vì một là có hiệu quả cao hơn ở liều cao theo cơ chế không thông qua gen, và hai là an toàn hơn và ít gây tương tác với các thuốc khác. Chúng ta lên tối ưu hóa liệu pháp của glucocorticoid để nhằm mục đích một giảm nguy cơ suy tuyến thận và tác dụng phụ. Chúng ta nên dùng glucocorticoid một lần trong ngày vào buổi sáng, cũng như là chúng ta có thể cân nhắc sử dụng phác đồ cách ngày. Trong quá trình theo dõi điều trị glucocorticoid ngoài tác dụng phụ khác, thì tôi muốn trao đổi các bạn một cái tác dụng phụ mà chúng ta hay gặp, đó là phụ thuộc vào thuốc. Thì phụ thuộc vào thuốc, phụ thuộc vào thời gian điều trị corticoid, sử dụng vào cái đường dùng. Nhưng chúng ta biết rằng đường tiêm thì nguy cơ phụ thuộc nhiều hơn đường uống, và đường sông hít là cái nguy cơ phụ thuộc thấp nhất. Thời gian tác dụng mà càng dài thì nguy cơ phụ thuộc vào thuốc càng lớn. Cách dùng trong ngày, nếu chúng ta chia nhỏ liều thì cái nguy cơ phụ thuộc vào thuốc cao hơn với so với dùng liều duy nhất. Và chúng ta dùng thời điểm trong ngày, ví dụ dùng buổi sáng ít tác dụng phụ thuộc vào thuốc hơn so với dùng buổi tối. Và dự phòng, chúng ta có thể thời gian dùng đến 2 đến 3 tuần có thể ngừng thuốc và không cần giảm liều. Và chúng ta có thể dùng thùng thuốc cách ngày để hạn chế tác dụng phụ vào thuốc. Trên đây là toàn bộ cái bài trình bày tôi xin tóm tắt một số vấn đề. Một là viêm khớp thấp là bệnh tỉ miễn hay gặp và bệnh cần chẩn đoán sớm và tiếp cận chẩn đoán sớm để đề phòng các biến chứng. Glucocorticoid là thuốc điều trị triệu chứng có hiệu cao và một phần tham gia vào giảm tiến triển của bệnh. Trong nhóm glucocorticoid thì methylprednisolone là loại có tác dụng chống viêm cao cũng như có ít tác dụng phụ. Xin chân thành cảm ơn các quý vị đồng nghiệp. Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa Phạm Văn Tú. Như vậy là các bạn có thể thấy là cái việc quản lý điều trị quản lý glucocorticoid trong điều trị viêm dạng thấp và chúng ta dùng corticoid trong rất nhiều bệnh nội khoa nói chung. Thì bác sĩ Tú đã nhấn mạnh rất là rõ là chúng ta lựa chọn cái glucocorticoid nào với liều bao nhiêu và dùng và tác dụng phụ theo dõi như thế nào. Nhưng còn một vấn đề nữa là khi mà quản lý chúng ta chỉ định điều trị glucocorticoid có đúng hay không và những biện pháp gì cần làm trước khi mà chúng ta điều trị glucocorticoid thì không biết là bác sĩ Tú có thể chia sẻ được không? Vì cái báo cáo của bác sĩ Tú sẽ đi sâu nhiều về thứ nhất là các thuốc đang dùng với liều bao nhiêu và chúng ta chuyển đổi các loại glucocorticoid và theo dõi tác dụng phụ. Nhưng mà trước khi dùng glucocorticoid chúng ta cần phải chú ý những cái gì thì bác sĩ Tú có thể chia sẻ thêm. Vì bản thân tôi cũng thấy rằng là chúng ta dùng glucocorticoid mà chúng ta không để ý những cái bi lăng làm trước khi đó thì sẽ rất nhiều bệnh kèm theo. Xin mời bác sĩ Tú ạ. Vâng ạ. Cảm ơn câu hỏi của Phó Sư Ánh. Câu này thì chúng tôi cũng xin giới thiệu, tôi là nhân viên của chị Ánh. Cái câu này thì chị thường trong cái giao ban hàng ngày cũng như là trong thực hành lâm sàng, thì đây là chính là một gợi mở của giáo sư Ánh, mà nhờ có giáo sư Ánh thì chúng tôi đã rất yên tâm khi sử dụng corticoid cũng như có thuốc điều trị sinh học hàng ngày. Vì nhờ chị Ánh thì chị đã đưa ra một cái gọi là cái quy trình kỹ thuật trước khi điều trị corticoid nó thực thông qua tại khoa nội. Chúng tôi thì không dám thông qua ở đâu, chỉ thông qua trong nội bộ khoa thôi ạ. Thì trước khi dùng corticoid thì chúng tôi thường làm một số cái bi lăng, mà hàng đầu là chúng ta phải kiểm soát được một số cái tình trạng nhiễm trùng, như là chúng tôi thường phải kiểm soát cái lao tiềm ẩn. Vâng, thì lao tiềm ẩn là một trong những cái mà khi dùng corticoid là lấy thuốc ức chế miễn dịch thì nó sẽ làm cho cái lao mà từ khó không có triệu chứng trở thành cái lao có triệu chứng và gây bệnh lao một cách thực sự. Thì các bạn biết rằng chúng tôi thường làm một cái căng ti phenol test. Tuy lúc đầu làm thì rất khó khăn vì bệnh nhân thì khi mà bắt tay điều trị thì đã khi làm thì đã phải tốn một cái lượng tiền với khoảng độ gần 2 triệu để làm căng ti phenol test. Nhưng tuy nhiên sau khi giải thích những cái lợi ích cũng như là những cái nguy cơ mà khi mà dùng corticoid thì bệnh nhân hầu như bệnh nhân chúng tôi đều rất đồng thuận, và cái tỷ lệ mà chuyển từ những cái nguy cơ mà mắc lao trong quá trình điều trị corticoid của chúng tôi là giảm hẳn đi. Cái bi lăng thứ hai, chúng tôi kiểm soát một số cái bi lăng về các loại virus, trong đó thì có virus viêm gan B, viêm gan C mà chúng tôi làm thường quy hàng ngày ở khoa nội tổng hợp cũng như là cái phòng khám chuyên khoa của thuộc khoa nội tổng hợp. Đấy là những cái bi lăng. Ngoài ra chúng ta còn phải xem nguy cơ tiểu đường không, rồi nguy cơ các bi lăng về điện giải, đặc biệt là canxi và kali để chúng ta theo dõi hàng ngày. Vâng, cảm ơn. Vâng.
Như vậy là chúng tôi cũng thấy rằng là các bạn có thể dùng glucotide làm một cái thuốc, đúng là như bác sĩ Tu nói, thực ra đây là một cái thần dược thì cũng đúng đấy ạ, tại vì chúng ta dùng không phải riêng trong bệnh vữa dự thấp mà tất cả những cái nhiễm trùng không rõ nguyên nhân hoặc những cái sốt không rõ nguyên nhân chúng ta bí quá, chúng ta không tìm thấy nguyên nhân, có khi chúng ta cũng dùng để xem là giảm ức chế miễn dịch. Tuy là thần dược như vậy nhưng mà vì nguyên tắc của nó là một cái thuốc chế miễn dịch, chúng ta phải chú ý không tránh không bỏ sót những cái bệnh tiềm ẩn. Và cái này thì của chúng tôi làm tại bệnh viện Đại học Y không phải là hướng dẫn do chúng tôi đưa ra, mà chúng tôi tiếp thu những cái hướng dẫn của nước ngoài và áp dụng trong điều kiện Việt Nam, và chúng tôi đã tránh những cái việc mà chúng tôi sẽ làm bùng phát những cái lao tiềm ẩn, là một những cái ca viêm BC và những cái ca mà đường máu không kiểm soát, có khi chúng ta bệnh nhân người ta cũng không nhớ người ta bị đái đường khi chúng ta dùng vào, nhưng có rất nhiều những cái biến chứng kèm theo. Thì mong rằng những cái bài chia sẻ của bác sĩ Tú chúng ta cũng sẽ cùng giảm bớt được những cái tác dụng phụ mà không cần thiết dành cho bệnh nhân. Xin cảm ơn bác sĩ Tú. Tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ Phạm Mai Thu là phó trưởng đơn vị cơ xương khớp sẽ trình bày.